Bà rồi xuống đây là thông hiếp. Thế nên các nhóm nâng bà hành nhạc ọc này có đồ chụp cổ tê xoài cổ sau tạc ọc. Bà rung cho môi bọn ôn là cổ sắc chứ năm thì bí đây là dương miền bánh hạ internet nơi gọi là dương vừa ra ra ố ọt là kè nói sao bọn mình ngay đấy cứ lương đáy à các thiết mà làm nói phát thôi router bỏ dừng đến cứ miền bánh hà chắc là bây giờ đó sai nơi bánh hà tiện tường từ nền wifi chứ đại số nơi message mua cứ no internet access rồi còn no data access bạn chẳng cứ dừng anh đó sai ba đại đặt bỏ không nhiều bằng command prompt đòi dừng chạy nơi button search đó dừng vậy việc là đi mất được khởi những tiện các bạn pro này rồi gọi cho start logo nó lên keyboard cùng với mưa sọt ấy về trên open dialog box bọc command vài tiện cmd này mà tôi bắt cho enter c và cmd thơ mất tôi mới vừa được bàn tì bọc bài bạc này chắc là không nên dùng trái chạy ra các bạn bấy tìm mươi các bạn check IP tìm bì các bạn release IP tìm bây cứ các bạn renew IP làm mình mình chắc là ông mong nhưng bài IP config dot clear slash all chắc các bạn mới cứ ra xong rạp check mơ IP address rồi bỏ và internet rồi có bản đa network là computer dùng cho ta miền IP bằng an subnet mạng bằng an default gateway bằng an DNS server ấy kì chứ nhưng cho enter máu viên năng list view ấy n IP address cứ mà rồi chặt bi cho đọc bằng mũi cho buôn thì mà rồi phải bằng mũi nick cái chữ address mà xin bọc nhóm nick cứ chỉ default subnet mask là subnet mask default gateway miền này đã bạn chụp tận năng router mới chung mục bà đại miền IP mà rồi chất phí đọc mùi bốn mùi bà mình chắc mà xanh thì dân trong phần đại IP bà đại IP nó bây là dân chụp internet tới IP về thông đại dân chụp tập bốn vì miền IP mùi dân chụp lượng IP vì chụp IP đã phần đại nó hỏi bằng hả router bởi dân vì phạt đồ IP ở trái thua ở internet dân mặt nào mình chắc là bây ở Việt Đá nó ở khu mà trai tại đặt IP đang chạy đang chào đang vĩnh mà mình là dùng release IP chứ những cái IP IP config dot clear slash release mà IP config dot clear slash release dùng bài release chẳng tới bạn nít dùng khơi nhé xin nhà phải đấy nữa cứ no internet access chắc bao nhiêu người bị chặn IP ở ban rồi bị chặn ban hết bên tai ở bên internet access đi chắc đang bay ở Việt Nam dùng tới chặn IP làm việc chắc chúng phải bị IP config dot clear slash slash renew và renew new thay máy đó này renew miền này đã dùng tới chặn IP làm việc lấy chúng cho enter máu tại IP nước đang đang mà về chấp đam config IP ấy, configuration mà chứ nó bây giờ chấp IP máy cứ về chấp đam đấy mà đi đấy các IP chạm vào nhóm mà IP chạm vào nhóm đi rồi chấp pi đọc một mũi buôn rồi phải bảy bạn đi về chấp máy rồi cái pi rồi bảy mũi hàm tận tái sinh khăn phát cứ internet đạt chứ những cái chạy command bảy thì mỗi IP config slash all này ra sẵn rạp check mơ IP address mà dân bỏ dưới bởi vì dù IP mà mán thì IP config dot clear slash release sẵn rạp bỏ IP của bọn cháu bởi thì bấy cứ IP config slash renew chân mình sẵn rạp chạm IP thầm mấy chân bà computer bọn đặt ọc nghiệp chụp internet đặt ọc đá cứ phương thì bạn này chúng này tôi sắp đấy và xin cho anh đó dùng ai cho được không tôi sắp bỏ dưới hãy dùng do biệt ta forgot và forgot network mình này dùng click à network để dùng chụp đang chào nó hay dùng chụp làm mình tới đà được chữ iPhone vì tránh biệt
Bạn vì trên việc forget this network là trên việc là forgot iPhone trên việc forget this network nhưng chạy lời viết bằng click về cháu hay dừng chụp về làm mình thấy cực đã bạn.